Dạ Tường xin chào bà con chú bác anh em gần xa. Bữa nay Tường cũng mới vừa làm rồi được mười mấy cây trang nha bà con, trang thôi. Nếu mà mình đem ba cái trang màu vàng, màu cam, màu đỏ rồi nó cũng sống khỏe rồi mình đem lên mình đăng mình bán rồi coi như được hai cây khế gân. Xin bà con chú bác anh em gần xa xem kênh và ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho Tường Tường rất nhiều ạ. Quê quán của Tường là ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long các bà con. Số điện thoại là 0949 866 039 các bà con, Zalo cũng nhấn xài số đó luôn. Mà Tường cũng thông báo cho bà con, nói chung ra thì dịch bệnh thì không có ai đi đâu mà mua cây được hết trơn các bà con. Thì chỉ có cây nhà thì đăng lên bán à, dưới hoặc là mình trang á, mình trang lại tại cái đám trang này gần nhà mình, thành thử ra mình bước mình đăng nha bà con. Thì ai thích thì xem mày mua được thì mình mang ơn rất nhiều, còn không thích thì xem chơi vẫn là bình thường nha bà con. Mà nói chung ra Tường nói là 16 17 tay tới này á, là mua cây á, thì mình giữ lại nha bà con, là 16 17 tay bắt đầu hoạt động bình thường, bắt đầu mình mới gửi cây nha bà con. Giờ vô cây khế là cây số 1 nha bà con. Nói chung ra thì anh em thì chỗ mình nói trước luôn, bà con mua thì bỏ cọc cho mình là một cây 50 ngàn một hoặc là 100 ngàn cũng vẫn được nha bà con. Nói chung ra thì mình làm ăn thì lâu dài bà con ơi, thì mít lòng trước đặng lòng sau, cái gì là ra cái gì. Mấy cái người khách mà mua cây nói chung ra không có cọc kẹo thì nhiều khi mua giấc sáng qua bữa sau mua hơi 3-4 cây rồi hồi mình cái bắt đầu mình bán không được, còn mấy cái người sau thì người ta mua mà mình nói mình bán rồi cái qua bữa sau nữa ta hồi mình, nói chung cái gì cũng khổ cho anh em bà con ơi. Cây khế số 1 nha bà con. Cây khế này là khế gân, mình được một cặp khế gân á. Cái cây này nó nhỏ nha bà con, hoành chỉ là được 15 hà, nói chung là hoành 15 16 đó, 15 hà. Cây này nó nhỏ nhưng mà đều cái dáng dốc của nó là hình thú nha bà con, khó kiếm lắm. Nói chung là khó kiếm lắm. Khế này khế gân, trái chua, trái chùm nha bà con. Mấy cây này bà con có chốt thì mình nuôi lại 16 17 tay. Hoạt động bình thường mình mới gửi nha bà con. Là trước khi đi là mình rút chậu bà con ơi. Sống khỏe là mình bó bầu đó. Rồi cây mã số 1 cây khế gân là có giá là 1 triệu 600 ngàn nha bà con. Mình được hai cây nó cỡ với nhau à. Nó có một giá tiền à. Tường xin phép đổi cây số 1 qua cây số 2 nha bà con. Tiếp theo là cây số 2 nha bà con, là mình được một cặp khế gân đó, là hình thú đó. Khế gân trái chua trái chùm nha bà con. Đó bà con xem cho kỹ càng, nói chung muốn chốt cây nào thì mã số nào là mình nuôi lại, là tới chừng mình giao cho bà con là mã nào ra mã đó các bà con, cây nào ra cây đó. Nói chung mình làm ăn thì cũng đàng hoàng chứ không có bậy bạ bà con ơi. Nói chung ra là bên shop á, bên dựa bán cây rồi á, bất cứ cái gì thì người ta cũng rất là đàng hoàng bà con ơi, chứ không phải là một mình. Làm ăn lâu dài thì cái giữ cái chữ tín nào bà con ơi. Cái số 2 nha bà con, cái khí gân. Nói chung ra thì hai cái này thì hoành này nó cũng nhỏ, hoành được 17 nha bà con. Thì đế thì dốc dáng hình thú nó cũng rất là đẹp bà con ơi. Khế gân thì trái chua trái chùm, rồi cây mã số 2 nó cũng có giá là 1 triệu 600 ngàn luôn nha bà con. Mình được một cặp một đó. Số điện thoại của Tường là 0949 866 039 các bà con, Zalo cũng nhấn xài số đó luôn. Và Tường qua pho trang nha bà con. Tiếp theo là mã số 3 nha bà con. Là bây giờ mình qua pho trang. Pho trang này nói chung ra thì mình cũng nuôi, nó bây giờ nó cũng sống khỏe rồi nha bà con, nó cũng vẫn ra tược sống khỏe đó. Đó thì nó đang ra mầm ra lá vậy đó, mình bao sống bao xếp nha bà con. Cái này là mình được một cặp trang có lá, này là được một cặp trang màu cam nha. Cây này là màu cam nha bà con, màu cam lá nhỏ nha. Chiều cao được đo vị trí này, chiều cao nó được 17 nha bà con. Hoành thì nó được 15. Đó, hoành được 15. Rồi cây trang cam lá nhỏ, màu cam lá nhỏ. Cây này mã số 3 có giá là 600 ngàn nha bà con. Rồi nói chung ra bà con chốt rồi thì mình cũng vẫn nuôi. Chừng nào mà 16, 17 tay nó hoạt động bình thường là bắt đầu mình gửi đâu đó đàng hoàng nha bà con. Mã số nào là ra mã số đó.
nhưng mà mít lần trước đang làm sao bà con cứ chốt cây á, thì cho mình xin là 50 ngàn hoặc là 100 ngàn tiền cọc. Cái đó là nói chung ra là mình cũng không có muốn cái gì, nhưng điều nhiều khách mua của mình nó mua hơi 3 cây 4 cây, nó chuyển khoản bắt đầu cái không chịu chuyển khoản, qua ngày sau cái thôi không lấy, nó bán ai bán đi, nó nhiều khi cũng kẹt bên dân của mình làm ăn nha bà con, cũng khó khăn lắm. Rồi đổi cây nha bà con. Là màu cam luôn nha bà con, mã số 4, màu cam luôn. Cây này đế nó quặn quặn rất là đẹp nha bà con. Đó, màu cam lá nhỏ đó. Nó lên được sống hết trơn rồi. Mình bà con ở chốt cây mình xếp mình bó ở đâu đó đàng hoàng cho bà con. Rồi cây mã số, cây màu cam. Đó, chiều cao mình đo vị trí này từ mặt bầu lên đây là nó được 14. Còn cái hoành thân mình đo vị trí này nha bà con là được 17 nha. Mình cũ bự lắm, mình cũ tới 26 27 đã nha bà con, mình cũ nha. Rồi cây mã số 4 màu cam nha bà con. Có giá là 900 ngàn nha bà con. Màu cam đó. Rồi đổi cây bà con ơi. Được cặp màu cam đó nha bà con. Là tiếp tục là mã số 5 là cây này, cây màu vàng, mình cũng được một cặp màu vàng có lá luôn. Cây này là mình bán cho bà con là 500 ngàn nha bà con, màu vàng đó. Lá tược xâm xê luôn, xanh dờn luôn. Rồi hoành thân mình đo vị trí này mình tính 13 nha bà con. Đó, hoành 13. Chiều cao thì nó khoảng chừng 15 nha bà con. Đó, cây mã số 5, màu vàng. Là nó có giá là 500 ngàn nha bà con. Đó, rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 6. Vẫn là màu vàng luôn nha bà con. Mua 1-2 cây gì đó, nói chung để bàn đồ chơi hoặc là để gác đồ đó, đẹp lắm bà con ơi. Chiều cao thì được 14 nha bà con. Đây hoành thân mình đo vị trí này là được 17 nha bà con. Rồi cây mã số 6, cây màu vàng luôn nha bà con. Mình được một cặp màu vàng có lá đó. Là nó có giá là 700 ngàn nha bà con. Màu vàng. Lá nhỏ, toàn bộ là lá nhỏ không nha bà con. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là tiếp theo là mã số 8, ủa mã số 7 các bà con. Lộn quá. Mã số 7 là màu đỏ các bà con, màu đỏ lá nhỏ. Chiều cao thì được 18. Rồi hoành thân vị trí này là 14. Đó. Rất là đẹp bà con ơi. Cái này khoảng chừng tháng nữa là lên bông rồi, một cục rất là đẹp luôn. Rồi cây mã số 7 màu đỏ có giá là 800 ngàn nha bà con. Gốc rễ thì bà con coi kìa, khỏi chê. Tiếp theo là mã số 8 nha bà con. Mã số 8 là màu đỏ luôn nha bà con. Chiều cao thì được 16 nha bà con. Hoành thân mình đo vị trí này nha bà con, được 17. Rồi cái mã số 8 nha bà con, màu đỏ nha bà con, là có sai, có giá là 650 ngàn, 650 đó nha bà con. Tiếp theo là mã số 9 nha bà con, là màu đỏ luôn nha bà con. Chiều cao được 15 bà con ơi. Rồi hoành thân mình đo vị trí này, cái cây này được 14 nha bà con. Nó nở đế nha bà con. Bà con coi kìa, cái đế nó nở đế rất là đẹp.
Rồi cái mã số 9 màu đỏ kìa bà con, có giá là 700 ngàn nha bà con. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 10 nha bà con, hoa trang màu đỏ luôn. Màu đỏ lá nhỏ toàn bộ nha bà con. Rồi cây này đo vị trí cái chiều cao nó, chỗ này là nó được 23 nha bà con, chiều cao á. Rồi đo tổng cái bộ dưới đế nha bà con là nó được 27 nha bà con. Đó, đo vị trí này được 27 đó. Rồi cái mã số 10 có giá là 900 ngàn nha bà con, màu đỏ nha. Màu đỏ lá nhỏ mình đó. Trang là toàn là trang xưa không nha bà con. Rồi đó kệ bà con ơi. Tiếp theo là mình qua phôi nha bà con. Qua phôi là mã số 11, là trang màu đỏ luôn nha bà con. Chiều cao được 18. Bình thân đôi vị trí này là được 15 nha bà con. Đó bà con coi kìa, cái bộ đế nó đều mà nó nở đế rất là đẹp. Cây nó còn hơi lắc nhẹ nữa. Rồi mã số 11 các bà con là có giá 650 các bà con, màu đỏ nha. Tiếp theo là mã số 12. Màu đỏ luôn nha bà con. Cây này nó đều có đế lắm bà con ơi. Rồi chiều cao được 15. Rồi hoành thân đôi vị trí này là nó được 17 nha bà con, 16 nha bà con, 16 hoành. Đó bà con coi kỹ cổ đế rồi, nó nở, nó đã lắm. Rồi cây mã số 12 màu đỏ luôn nha bà con, có giá là 750 ngàn nha bà con. Tiếp theo là mã số 13. Mình mới vừa làm rồi đó nha bà con. Mình đăng lên trong ngày mai ngày mốt mình không còn clip nữa. Mã số 13 là màu đỏ luôn nha bà con, chiều cao được 23. Bình thân đôi vị trí này nha bà con là được 16. Củ này bự lắm bà con ơi. Bình cũ là được 25 nha bà con. Rồi mã số 13 trang đỏ có giá là 700 ngàn luôn nha bà con. Bao sống bao ship toàn quốc luôn bà con ơi. Tiếp theo là mã số 14, trang màu cam nha bà con, màu cam lá nhỏ. Tường cũng mang ơn bà con chú bác anh em cũng nhiệt tình đã ủng hộ cho Tường. Tường cũng mang ơn rất là nhiều à. Nói chung ra thì mình lên mình bán cây cổng họ, họ không có cây gì lạ bà con ơi. Trang với mà khế gân người quế rồi hả nha bà con, mà cỡ này mình dịch bệnh không có ai đi đâu mua được cho nó. Nói chung ra mình có mình quay lên thì anh em thích thì xem, không thích thì thôi nha bà con. Chiều cao được 21 20. Rồi hoàn thân đôi vị trí này được 17 nha bà con. Đó đôi vị trí đó đó. Rồi cây mã số 14, trang màu cam có giá là 700 ngàn nha bà con. Thôi trang màu cam lá nhỏ. Tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 này trang màu cam luôn nha bà con. Rồi chiều cao được 17. Rồi hoàn thân mình đo vị trí này nha bà con là nó được 19. Rồi cây mã số 15 màu cam có giá là 700 ngàn luôn nha bà con. Tiếp theo là mã số 16, là tiếp tục là pho trang màu cam luôn nha bà con. Số điện thoại của Tường là 0949 866 039 nha bà con. Zalo cũng nhấn xài số đó luôn.
chiều cao được 22. Rồi hoàn thân thôi, vị trí này nó được 15 nha bà con. Đó, đo vị trí đó được 15. Rồi cây mã số 16. Mã số 16 trang màu cam luôn nha bà con. Có giá là 650.000 nha bà con. 650. Tiếp theo mã số 17, màu cam luôn nha bà con. Cái này nguyên cái bộ cũ, bộ gốc rễ bà con coi kỹ thì nó cũng đẹp. Mã số 17 nha bà con, màu cam. Cao được 22. Đây, hoành thân đo vị trí này là nó được 20 nha bà con. Đó, đo vị trí đó được 20. Rồi mã số 17 nha bà con, màu cam có giá 700.000 luôn nha bà con. Tiếp theo mã số 18, màu cam luôn nha bà con, tiếp tục màu cam. Màu cam. Rồi chiều cao được 18 nha bà con. Hoành thân đo vị trí này nó được 18 luôn. Rồi mã số 18, phôi màu cam nha bà con. Cũng có giá là 700.000 luôn nha. Tiếp theo là mã số 19. Màu vàng nha bà con, màu vàng đó. Thấy gì chứ cái hoành nó bự lắm bà con ơi. Rồi chiều cao được 17. Mới vừa làm xong con keo mình chét rồi, nó cũng chưa kịp khô nữa. Rồi mình đo vị trí này là được 21 nha bà con. Đó. Rồi mã số 19, màu vàng có giá là 750.000 nha bà con, 750. Tiếp theo là mã số 20, màu vàng luôn. Con sai nói chung ra đẹp lắm bà con ơi. Chiều cao được 13. Rồi hoành thân mình đo vị trí này nó được 17 nha bà con. Đó. Rồi cây màu vàng mã số 20 có giá là 700.000 nha bà con. Okay. Số mấy rồi? Tiếp theo là mã số 21. Màu vàng luôn bà con ơi. Rồi chiều cao được 19. Đây, hoành thân mình đo vị trí này nó được 20 nha bà con. Đó, đó đó đó. Rồi cây mã số 21, màu vàng, có giá là 700.000 nha bà con. Bà con nói chung ra chốt cây đó, bà con cứ yên tâm cái vụ mà mã số. Bà con chốt rồi thì mình nuôi lại, mình ghi mình lưu hết trơn nha bà con. Mã số nào thì ra mã số đó, bà con không có lo cái vụ mà cây lộn, cây bỏng gì trơn á. Chiều cao được 26 nha bà con, cây này tâm hơi cao. Đây, hoành thân mình đo vị trí này nó được 19 nha bà con. Đó, đo vị trí đó đó. Đấy nữa bà con ơi. Đẹp cây. Rồi mã số 22 màu vàng cũng có giá là 700.000 nha bà con. Bao sống bao ship là toàn quốc bà con ơi. Tiếp theo là mã số 23. Màu vàng luôn nha bà con. Cây này nó nhỏ cái hoành nha bà con, nhưng mà thì nó có dáng, có thể nó hơi quái cây, rất là đẹp. Cây này chiều cao nó được là 30 nha bà con. Đó. Quái cái cây bà con ơi.
Hoành thì vị trí này nó được 12 nha bà con. Đó, cái này hoành 12, cái này nhỏ. Nên nó có quái, cây nó rất là đẹp nha bà con. Đó. Màu vàng nha bà con. 750 nha bà con, 750.000. Tiếp theo mã số 24. Màu vàng luôn nha bà con. Chiều cao được là 26. Rồi hoành mình đo vị trí này là nó được 19 nha bà con. Đo tổng thì nó bự, đo tổng cũ thì nó được tới 20 mấy đặng. 23, 24 rồi. Rồi cây màu vàng mã số 24 có giá là 800.000 nha bà con. Màu vàng lá nhỏ đó bà con ơi. Tiếp theo là mã số 25. Màu vàng luôn nha bà con. Cái này có mấy cây tông hình cao. Chiều cao là nó được 34 nha bà con. Rồi hoành thân vị trí này nha bà con. Là được 15. Để gì nó nở lắm, đẹp lắm. Rồi mã số 25 màu vàng có giá là 700.000 nha bà con. Tông hơi cao. Rồi tiếp theo là mã số 26. Là mã cuối clip nha bà con. Đó, cây này nó con quái người cây nãy vậy nè. Mã số 26 nha bà con. Chiều cao được 28. Cái này nó già đó bà con ơi. Hoành thân thì nữa được 15 nha bà con. Thoát thân rất đẹp. Quái cây nữa. Rồi mã số 26, mã cuối clip là có giá là 750.000 nha bà con. Đó. Rồi từ cuối clip nói chung ra từ cảm ơn bà con chú bác anh em mấy clip vừa rồi cũng đã ủng hộ cho từ cảm ơn rất là nhiều luôn ạ. À. Quê quán của Tường là ở Bình Tân Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039 các bà con, Zalo cũng vẫn xài hết luôn. Mà nói chung ra thì bà con chốt cây thì mình cũng xin thẳng luôn làm 50 hoặc 100.000 tiền cọc các bà con. Rồi mình nuôi lại 16 17 tay mình mới chuyển cho bà con. Đánh đồng trước đặng lòng sau bà con ơi. Chúng ta anh vậy, mình cũng không có nói gì hơn, mình cũng xin chào bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con gặp lại clip sau. Rồi tôi xin chào ạ.